Có một người giả chị rất giống và rất đáng yêu luôn. Trời ơi, hôm nay tôi gặp bà. Thì chào chị Tính Chi, chị anh Tư. Thì em là Võ Minh Luân, năm nay em 20 tuổi. Bà nói cái miệng chè chè vậy hả? Đúng rồi. Thì biệt danh em là Bé Điệu, là con ghế Bé Điệu. Ai không điệu, sao không gán chịu. Bà hết con này luôn hả? Dạ, đúng rồi. Rồi, xả ba nhá. Em giới thiệu đôi nét về bản thân mình nào. Hiện tại công việc của em là người mẫu ảnh với là diễn viên tự vào. Tự vào. Tự do nhưng mà tự vào. Bà điệu quá, tự do. Không phải đâu, gặp chị bị khớp đó. Đúng rồi. Nói như này, mặc bro nickname. Bro nickname. Bà xuất hiện đâu mà mặc đúng màu đồ thương hiệu của mã luôn. Cho anh hỏi về cái cuộc sống hiện tại của Luân nhá. Thì làm người mẫu ảnh, diễn viên tự do. Rồi em có hoạt động gì khác ở trên mạng xã hội hay? Em có quảng cáo những live stream cho mấy chị bán hàng. Những quảng cáo live stream sản phẩm cho mọi người đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nào quay quảng cáo shop chị được không? Được luôn, luôn sẵn sàng. Cho anh hỏi về câu chuyện hồi em còn bé xíu đó. Thì em có thấy mình giống các bạn nam khác không? Từ bé là thích chơi búp bê. Thích búp bê con gái nhưng mà thích con trai. Đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Thích bán đồ hàng, rồi chơi đồ hàng, bán đồ hàng này kia. Giờ thích chơi nhảy dây. Chơi banh đũa không? Thôi đó không có chơi, thấy đi chơi. Banh đũa là không trong đũa hả? Em là thích chơi nhảy dây. Hồi đó em là được gọi là nữ hoàng nhảy dây. Chân dài đó chị thấy không? Nữ hoàng nhảy dây luôn hả? Trời ơi, đặt tên cho bà quá vậy. Mày mai sớm đó chị. Trời, mấy nhỏ làm quá gì. Giờ hồi bé đó thấy em có những cái sở thích khác, những đứa con trai khác á, bố mẹ em có nói gì không? Hồi đó thì cũng bình thường thôi, cũng không có nói gì. Mình con một mà mẹ rất là thương luôn. Nhưng mà biết em vậy từ nhỏ luôn hả? Dạ đúng rồi. Là bà lộ luôn từ nhỏ, nguyên lộ nguyên hình luôn hả? Không có lộ dữ, xương xương hay chi hẹt ơ. Xương xương đủ nhận, mình nhận thức biết là mình là như vậy đúng không? Đúng rồi. Giờ có bao giờ mẹ em hỏi hay là mẹ em thắc mắc về vấn đề đấy không luôn? Cũng không nữa, tại không. Mẹ rất là thương em. Rất là thương. Nên là mẹ lướt luôn. Nhiều khi mỗi lần mà đi đâu về hay gì á, hay là đi diễn về, nó con gái của mẹ về rồi. Trời ơi, nói vậy hả? Dạ. Trời, nó con gái của mẹ về rồi nữa hả? Dễ thương. Mà phải không? Cũng thích xương xương, hẹt chi hẹt ơ rồi chị. Đến khi nào mà em mới nhận thức chính xác được cái giới tính của mình? Tầm học lớp 8, lớp 9. Con 9, 13, 14 tuổi. Đầu là biết đánh... Đánh phấn nè. Đánh phấn thôi à. Đánh phấn. Sơn môi, đi học sơn môi. Ủa, đánh phấn sơn môi vậy? Đi học hả em? Đánh sơn môi đi học luôn. Ủa, thầy cô có nói gì không? Nó học sơn môi rồi em mới nói là không có, em muốn xịt tim. Nói vậy hả? Dạ. Chở treo vậy hả? Đánh phấn nền là không biết, nhưng sao mà không biết. Vậy đánh kem thôi à, kem dưỡng. Đánh kem dưỡng rồi. Ông thầy không để ý quá gì. Hồi đó em đi học là em là người ta lên trả bài ngữ văn. Em không có trả bài ngữ văn. Lý do? Em chỉ lên em hát một bài hay hẹn cho 10 điểm đi về. Thôi dễ lấy 10 điểm, chắc ông thầy không giới tính gì rồi. Thầy không giới tính gì rồi. Sao em hỏi ông giới tính gì không? Ông biết nữa, tại hồi nhỏ của em cũng đâu có biết rành đâu. Bây giờ ông thầy có vợ chưa? Chưa. Rồi hiểu luôn. Một phải ngang đi. Nhưng mà anh sẽ thắc mắc là bài hát đấy là bài hát gì mà giúp em lấy được điểm 10 hay vậy? Ở nhỏ là bài mấy hồi xưa. Ôi hàng cây xanh thâm dưới mái chuồng mến yêu. Vậy hả? Dạ. Dưới mái chuồng mến yêu mà nhấn vậy hả? Đúng rồi. Trời ơi, Bé Điệu. Rồi hồi bé khi mà em đi học, em đánh phấn và thoa son á, bạn bè mọi người xung quanh phản ứng như thế nào? Thì hồi đó mà mỗi lần ra chơi là cũng bị ghẻo hoài à. Bị đê này, bị đê nọ đó. Sa, em có phà lại không? Phà sao được, mấy thằng trai nó mạnh gần chết luôn. Thì nó nói, mình mà chửi là nó chơi, nó canh. Đừng chửi cho nó nghe nó. Anh ơi, anh chửi em bị đê đúng không? Coi chừng mà mốt anh lấy vợ anh để con anh ra bị đê đó. Anh thích em đúng không? Muốn đi em cho, chứ đừng ghẹo vậy. Xác biết chị ơi. Người ta nó cười người hôm trước, hôm sau người cười. Đúng không? Đúng rồi. Một trả lời một cách nhẹ nhàng mà sang chẳng. Chị làm quá luôn khớp vậy. Không có khớp nhỉ, đúng không cưng? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Rồi Luân ơi, cho anh hỏi về hoàn cảnh gia đình em đó. Thì mọi thứ nó có êm đềm suôn sẻ không? Mẹ không cho đụng móng tay làm gì hết trơn. Là cưng rất sống rất là sung sướng gia đình. Tới năm khoảng 18 tuổi gia đình em phải phá sản. Phải đi trốn một nơi khác. À là đổ nợ đó. Dạ đúng rồi. Phải đi lánh mặt một thời gian luôn, không còn cách nào nữa. Nên em phải gọi cho cô của em để năn nỉ những người mà thiếu gia đình em thiếu nợ đó, là phải xin về, phải góp cho trả từ từ. Thì em phải thân em là phải đi kiếm tiền. Có gia đình em làm đổ nợ. Đúng rồi. Rồi phải trốn đi một thời gian, sau đó là xin người ta về cho do về ở đàng hoàng, rồi xong làm từ từ trả nợ người ta. Đúng rồi, em là người đứng ra để trả. Thì lúc đấy em có bị hoang mang chênh vênh không? Rất là hoang mang. Hồi đó giờ mình đâu có động vào móng tay đi làm gì đâu. Đi làm mà xin việc làm khó. Làm cái gì? Hồi đó em ốm lắm. Em chỉ có 49kg thôi. Mà em cao nữa. Người ta nói là
BD thằng này BD mà yếu xìu rồi làm cái gì. Xong rồi em làm cho dì của em bán gà bán vịt. Lương em như vậy là bao nhiêu? 2-3 năm trước là 4-5 triệu. 4-5 triệu. Cái khoản nợ của gia đình em là bao nhiêu luôn? Mấy trăm. Em định là trong bao lâu em mới trả được hết cái món nợ quá nhiều đó? Tầm 1 năm mấy. Ủa 1 năm mấy là em trả xong hết hả? Em đi làm phụ dì em à. Công việc là bán gà bán vịt. Nhưng mà em không có làm công việc đó nữa. Em phải kiếm thêm nhiều công việc nữa. Em phải suy nghĩ làm sao phải trả nợ nhanh. Vậy là em làm một lúc mấy công việc hay là sao? Một lần mấy công việc. Em mới suy nghĩ là em phải kiếm cái gì để cho mình kiếm thật là nhiều tiền. Em mới thấy mấy anh chị trên Facebook á nổi tiếng là nhờ quảng cáo mỹ phẩm là có tiền. Bán online rồi đúng không? Bắt đầu em mới hoạt động Facebook lại. À, rồi, nói về hoạt động Facebook. Anh tình cờ biết luôn lâu rồi qua những cái clip mà em chửi. Dạ. Cái thời gian đấy có phải là em cố tình làm như vậy để có khả năng kiếm tiền trả nợ cho gia đình không? Dạ đúng rồi ạ. Em phải bây giờ mình nổi theo cách bình thường dễ thương này nó lâu quá. Mình phải nổi theo cách khác để cho nhiều người chiêu trò để cho mọi người chú ý tới. Nhưng mà anh chỉ muốn hỏi là cái chiêu trò đó nó có đem lại hậu quả gì cho em không? Thì bị người ta ghét không anh? Mà em cảm thấy em có dễ dàng vượt qua cái sự ghét của người khác không? Thì hồi đó là em cũng thấy buồn khi người ta phải ghét mình. Bây giờ là người ta chửi mình hoài á, mình cũng quen rồi. Bây giờ mình hồi đó là ai chửi em là em chửi lại hết. Bây giờ em ai chửi em là em không có chửi nữa. Nói bây giờ người ta chửi mình á, người ta mang nghiệp thôi. Đâu có ai biết mình làm cái đó để vì cuộc sống của mình đâu. Người ta chỉ biết vô là xem người ta chửi mình thôi. Mà nếu như không làm như vậy thì mọi người sẽ không chú ý tới. Tại vì trên Facebook nó quá nhiều người đi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nói thì đối với anh thấy đấy cũng là một cách tiêu cực mà đúng không? Em có tự thấy nó đem lại cái năng lượng tiêu cực không? Dạ đúng rồi, đúng rồi, là cái đó là làm những cái lượt like, những cái lượt xem, những cái lượt chia sẻ làm tự nhiên đó mình thấy thích. Nhiều người biết tới mình, có nhiều người hâm mộ tới mình, hâm mộ mình nữa. Nên mình thấy thích là mỗi ngày là mỗi khi mà về buổi tối á, em suy nghĩ hôm nay ngày mai phải quay clip gì để cho mọi người chú ý tới mình. Là tự em suy nghĩ là hết hay là có ai tự em suy nghĩ phụ em không? Tự em suy nghĩ gì hết. Là làm gì lắm gì là tự em quay luôn, tự em quay, tự em viết kịch bản cho em luôn. Quay thì có bạn em quay giùm. Cụ thể những cái chiêu trò mà em đã từng suy nghĩ ra là cái gì nào? Những quay clip, những clip chửi. Mà clip quay clip chửi hoài là mình thấy mình thấy sao em mới chuyển qua cái khác. Em quay những cái clip hát cover mà mình đâu có hát hay đâu. Nên em clip em nhép miệng lại. Không có nhép miệng, em hát giọng dở. Ừ. Mà kiểu dễ thương cho mấy người khác chú ý tới. Ai ngờ là rất là được nhiều người ủng hộ. Đâu, hát như thế nào mà nhiều người ủng hộ nào? Thử cho anh một đoạn xem nào. Hát thử một đoạn cho mọi người nghe nha. Ừ. Ê nhóc ơi, em có đang rảnh không? Nếu mà em đang rảnh hát thì mêu chị đi. Tuy là chị hơi già mà cũng hơi tuy là chị hơi khùng mà cũng hơi lòng bông như thiệt, em có dám không? Ê nhóc ơi, em có đang đói không? Nếu mà em đang đói thì mang chị đi. Đó, quay những clip gì đó. Rồi sau đấy nhiều người share cái đấy ra. Dạ đúng rồi, thu hút cũng được nhiều mấy chục ngàn lượt chia sẻ. Và clip em cũng được mấy triệu lượt xem. Cái clip này là hát cái này hả? Hát bài khác mới được mấy triệu, bài này là bài mới. Bài hát là bài gì hát chị nghe coi. Hát không? Cái bài mà được mấy triệu nha. Bồ yêu. Hát đi. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhà hay vui, chỉ cần nhớ. Người ta share là những cái đó chứ. Yeah. Mày nhấn cái đó kỳ mố chi. Mấy cái nhấn đó là mấy tan quá trời tan luôn. Mấy bạn khi tan cho ta quá trời tan luôn. Mấy triệu luôn. Dạ mấy triệu luôn. Anh thắc mắc là cái chuyện tình cảm của Luân á, nó có suôn sẻ không? Dạ không, ở đó giờ chưa có yêu ai mà công khai luôn á. A là cái yêu đơn phương, yêu giấu giếm. Đúng rồi, mập mờ. Nhưng cái nói thiệt với người ta là mình yêu hay là mình chỉ yêu đơn phương thôi? Ở đó giờ em cũng muốn yêu lắm á, muốn mở lòng để thích một ai đó. Mà yêu ai đó đó mà không có dám. Lý do tại sao em không dám, em không đủ tự tin hay sao? Không phải, thời buổi vậy, thời buổi bây giờ á chị. Quỷ ma không à, quỷ ma trà trộn. Quỷ ma nhưng mà cũng phải có người tốt chứ gần đâu phải ai quỷ ma đâu. Ai biết đâu. Được, lỡ khi mà mình đã thích một người nào đó rồi á, khi mà mình nhận biết ra người ta không có thích mình. Mà mỗi tối á, những cái dòng tin nhắn, những cái lời mà hẹn mình đi chơi hay là dụ mình coi phim á, mình tưởng người ta thích mình. Thật sự là mình cũng lâu rồi mình chưa có người yêu, mình tưởng người ta thích mình, ai ngờ người ta không thích. Những cái này thôi, mình đi thích người khác có gì đâu. Những cái lời đó giống như là những cái lời tất cả chỉ là quảng cáo, ý lộn, tất cả chỉ là thả thính mình thôi. Thì cũng có sao đâu, như vậy thì mình cho lên đường, mình cho lui cung, mình tìm người khác. Chứ nếu mà em cứ suy nghĩ là không ai thật lòng với em thì không bao giờ em có bạn và em có người yêu.
mình cho người ta cơ hội là mình tự cho mình một cơ hội. Chỉ xem mấy cái clip trên mạng của Luân á thì người ta dễ có cái đánh giá tiêu cực về Luân á. Dạ đúng rồi. Có người nào đã từng thổ lộ với em là thích em nhưng mà vẫn ngại mấy cái đúng clip rồi. Đấy của em? Nó thích em mà ngại những cái chắc là tại em khùng quá mới công sợ công khai là nói là tự nhiên sao quen này nãy ghê quá, khùng điên quá, quen thì bóng nhưng mà bất khùng điên quá cho khùng. Người nào đi chơi với em á cũng nói em rất là dễ thương, thân thiện, không có khùng điên như là trên cái clip đó. Cái clip đó là một cái phương tiện với lại một cái cách để em làm cho người ta thu hút chú ý tới em thôi. Chứ thực sự ngoài đời thì em đâu phải như cái clip đâu. Chị ơi nhưng mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc có sống ảnh hưởng của mình chứ, đương nhiên nó phải có ảnh hưởng rồi. Tại vì mình làm những cái chuyện đó thì bắt buộc là phải bị người ta nghĩ không tốt về mình. Nhưng mà Luân đã từng có mối tình đầu đúng không? Mối tình đầu. Người đầu tiên mà tiến xét cái tình là lúc mấy tuổi, có không? Có mà không có quen lâu chị ơi. Bao nhiêu cũng được nhưng có là được. Là kể là được rồi. Dạ có. Quen cái anh đó được bao lâu? Tầm một tháng là cao. Tầm bao nhiêu tuổi thì em quen cái bạn đó nha? Chập chững tuổi mới lớn nữa. 17. 17. Mới biết yêu hả? Chớm nở tình yêu hả? Rồi em thổ lộ với người ta hả? Thì hai đứa thích nhau rồi hai đứa thổ lộ nhau thôi. Rồi có nụ hôn vội vàng không? Không? Có chị. Nụ hôn vội vàng chinh văn thôi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Hôn em trước, đang ngồi nè, tự nhiên kêu em cái xây qua hôn một cái. Sợ gần chết luôn. Sợ nhưng mà trong cảm giác nó rạo rực, thích nhưng đúng mà... Đúng rồi, rạo rực. Rạo rực nhưng mà hơi mắc cỡ, e đúng ngại rồi. Mà lúc đó là còn trong trắng không? Hay là đã qua tan ai rồi? Còn trong trắng hả? Ủa vậy hả? 17 tuổi mà còn trong trắng? Đúng rồi, nhỏ đâu biết gì đâu chị. Đấy là chuyện bình thường chị, 17 tuổi thôi. Thật ra bây giờ, đến bây giờ thì nhìn Luân vẫn còn rất là trẻ con, vẫn còn rất trong sáng. Tôi bao nhiêu tuổi mất? Em mà... Nó thiệt nha, có phỏng vấn đó. Không mất đối với em là có quan hệ lần đầu tiên. Có quan hệ là mất rồi đó ông? 19 tuổi. 19 tuổi vậy là cũng là tuổi thanh niên rồi. Em 17 là chưa tới tuổi nha, mà mất sớm rồi má. Ủa chưa mất mà. 17 tuổi là... quen là có quan hệ luôn. Là qua mất năm 17 tuổi. Đúng rồi ạ. Dưới tình này 17 ai đưa thì mình đẩy chứ chị. 17 ai đưa là đẩy à? Đúng rồi. Ủa rồi tại sao chỉ kéo dài được một tháng em? Tại họ thấy tự nhiên học thích nữa. Tự nhiên bạn đó tự nhiên thích con gái. Biết sao tại sớm quá mà ăn cơm trước kẽn là vậy đó. Thường ăn cơm trước kẽn rất dễ bị chán. Rồi ăn sớm quá. Ủa chị, ăn sớm hay ăn muộn nó không quan trọng bằng ăn như thế nào á. Ăn như thế nào để người ta nhớ mình hoài à? Dạ đúng rồi. Cái đó là cái cách, cái kỹ thuật ăn đó kìa. Tại hồi nhỏ mới lớn ăn dụng về. Con này là sao mới lớn, ăn không như thuật. Ăn dụng về. Lâu ra người ta chán đó. Đúng không? Thật ra nếu mà theo cách của Luân kể là Luân chán người ta. Ai chán ai? Gì? Em chán người ta hả? Tại em ổng thích nữa. Tại em hay tính em hay chán lắm. Hay là em ăn nhiều em chán? Ăn cơm nhiều quá muốn ăn phở. Đúng không? Phải không em? Không phải. Nếu mà đang thích em không? Tự nhiên mà thích người khác nữa. Thích thêm con gái nữa trời tức chết luôn. Tim em tăng trai mà. Người ta con trai nha. Cái này là mình vô duyên nha. Mình chấp nhận yêu con trai thì không thể bắt người ta không thích con gái vì người ta là con trai. Nếu như cái người bạn trai em mà không thích con gái, người đó là một giới tính khác. Mình phải, nếu mà đã yêu con trai rồi là phải chấp nhận là người ta thích con gái. Miễn sao người ta đừng có phản bội mình thôi. Hay là người ta lén lút mình. Tại vì mình không phải làm cái thiệt. Dạ. Yeah. Hiểu không? Khi em chuyển giới như chị đi. Rồi em không hài lòng á, em lưới cung liền hả? Dạ. Lưới cung liền luôn. Phải bấm nút nghe liền hả? Dạ. Rồi từ trước đến giờ em quen bao nhiêu người luôn? Có nhiều người là làm quen nhưng mà em ít khi quen lắm. Đều là người ta tiếp cận em không à? Đó giờ em ít khi là mở miệng. Chị không hiểu, các em hỏi tiếp cận là sao vậy chị? Là họ tán luôn. Còn mình tiếp cận người ta là mình đi tán người ta lại. À vậy hả? Em dùng từ nhiều khi sâu sắc quá nhiều không được. Rồi người ta thả thính em sao mà em quyết định tìm hiểu họ? Thả thính thì khen em đẹp này kia. Rồi khen em dễ thương. Nhưng mà cái sở cái gu của em là gu như thế nào? Mà hiện tại em có yêu chưa? Chưa. Cái tuần em cỡ lùn hơn em cũng được. Mà... nhưng mà phải đẹp trai. Đẹp trai. Ăn tương. Nhân tinh liên. Sao chương trình này nhớ không? Đang quen á. Anh la làng đó nha. La làng đó nha. Không la làng đâu, tụi tao sang trọng la làng. Tức được không? Dạ. Tươi quá hả? Thôi. Gu của em không? Thôi chị đang hỏi gu không thôi. Không phải gu của em. Chứ gu em sao? Gu của em là khác. Lùn hơn em mà. Anh tương cũng lùn em nha. Em thích đến lùn hơn em nữa. Cả mét 6 là được rồi. Sao không thích mét 5 đi? Bà đòi hỏi tình yêu cũng phải đòi 1m5, 1m6. Tình yêu là cái cảm xúc thích nhau, có duyên nào đến nhau. Quan trọng là ta có thích em, có yêu em hay là không thôi. Rồi, tình yêu bây giờ xong rồi. Thì khi mà em tham gia chương trình về hài đó, thì em có ý định bước chân vào làm nghệ thuật nghiêm túc đúng không? Em là ước mơ em là muốn làm một diễn viên
Hai, chuyên nghiệp. Rồi em có đầu tư cho bản thân mình để bước cái con đường đấy chưa? Dạ em chưa có học gì, tạm thời chưa học gì. Và sắp tới là sẽ học và sẽ kiếm nhiều cuộc thi để thi hơn. Thích làm diễn viên nhưng mà bên nghiêng về bên hài đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Em chỉ mong là em có thể mang được nụ cười, mang tiếng cười cho mọi người. Có bao giờ thích làm gái giống chị không? Hồi đó thì em có thích làm gái. Lúc đó là mấy tuổi? Tầm 19 tuổi. Bây giờ thì không còn thích nữa, thích là thích trở vậy thôi à. Lý do là sao? Em cũng không biết nữa, tự nhiên hồi đó thích làm gái lắm nha. Thích đội tóc giả gái luôn mà. Giờ bận cái nằm á, ra đường quyển chuyển nè chị, lắc hất tóc rồi nè chị. Ngữ hạnh mà giả gái mình đẹp mà, hất tóc, dẹo trai rồi chị lại. Bây giờ quyển chuyển không còn thích làm gái nữa, thích bình thường. Dạ. Rồi chị thay mặt chương trình chúc em nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc em sẽ đạt được ước mơ của em trở thành một nghệ sĩ hài chuyên nghiệp. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn Luân đã đến với chương trình ngày hôm nay và đã tạo ra rất nhiều tiếng cười cho mọi người. Mới có cặp này anh ơi. Đúng vậy. Rồi cho anh hỏi là khi mà anh vẫn chưa hiểu nhá, thì nên cho anh thắc mắc thêm. Mình mất niềm tin ở người phụ nữ này thì mình sẽ tìm niềm tin ở một người phụ nữ khác. Thì anh không hiểu là cái suy nghĩ của em đánh mất niềm tin nó lớn đến mức nào mà em phải chọn trao gửi trái tim của mình cho một người ở trong cộng đồng. Một người chuyển giới. Nhiều lần thì em cho họ niềm tin, cho họ những cái gì gọi là thật nhất của bản thân em, xuất phát từ trái tim của em. Nhưng mà khi đó thì em suy đi suy lại thì rất nhiều lần và em đặt cho mình một cái hướng khác. Là có nghĩa là em tìm một cái lối thoát ở trong tình yêu khi mà em thấy cái tình yêu ở trước á nó quá bế tắc đi. Rồi lối này thoát cho em. Thoát không? Không, cái đó em nghĩ chỉ là một phần thôi. Quan trọng là cái nhất là cái duyên, cái thứ hai là cái cảm xúc nữa. Anh phải có cảm xúc với cái cô này thì anh mới có thể quen được. Chứ anh nói là lối thoát thì em vẫn không có đồng ý, đồng tình nha. Tại vì nói như vậy thì em đi, bản thân em đi, em quen với chồng em là cũng là một cái cảm xúc rất là bình thường. Cảm xúc là yêu thương thật sự chứ không phải là do em muốn thoát ra khỏi đàn ông. Đúng, để em tìm mà. Đến trendline không có. Là em cũng là một người con gái thẳng và anh cũng là một người trai thẳng thì anh tìm đến người này vì cảm xúc. Đúng vì rồi. Người này cho anh một cái cảm xúc an toàn. Đấy là lý do mà anh hỏi Kha là tại sao không quen một người con gái khác mà quen một người chuyển giới. Nghĩa là mình không biết họ là ai nhưng mà mình quen họ vì cảm xúc của họ mang lại. Đúng cho rồi. Mình ấy. Mình chưa từng gặp cái hạnh phúc á. Rồi khi em quen với một người transgender, một người chuyển giới nữ thì bạn này là người đầu tiên hay là thứ hai. Rồi người đầu tiên em quen á thì cái cảm xúc mà họ đem lại cho em như thế nào? Cũng có một chút yêu thương. Nhưng mà có một lần đó tổ chức một cái lễ đính hôn lên cái thằng nhà này. Là em với bạn đó đó hả? Đúng rồi. Nhưng mà không có mặt hai bên gia. Tự quyết một chút mời bạn bè lại. Chị họ ngoại tình. Là trong cái lễ đính hôn đó ngoại tình hả? Sao cái lễ đính hôn? Cái số bà này sao á? Khoan đã, không, tới bà này là yên rồi nha. Tới bà này yên rồi, không, cái khúc trước rồi, em nói khúc trước rồi, xin lỗi. Chậm bía đi. Thì đó, em sẽ là cái người sẽ phải giải quyết những cái rối ren trong tâm lý của bạn này. Giống như em bị xui. Thôi đi bà, xui cái gì? Chúng gu mà xui cái đúng gì? Đúng rồi, thấy chúng gu lắm rồi đó, hai người thấy hợp rồi. Nãy giờ nắm tay không rời sợ luôn mất, Sợ mất lắm. Thật ra thì phải có những cái sóng gió không bà bảo táp thì mình mới trân trọng cái phút giây này đúng không anh? Tại vì anh đã trải qua những cái cô gái đó rồi và rõ ràng là người ta không có dành tình cảm cho mình. Thì với một cái người dành tình cảm hết sức thật sự mà chân thành đối với mình á, trân trọng lắm á. Kha cho anh hỏi một cái chuyện hơi nhạy cảm là vì sao em sống với ngoại mà không phải là bố mẹ? Vì cái người này... đó em đã được sống với ngoại. Khi thầy là người lớn trong nhà cãi ra cho em mấy người nhất. Thì hồi nhỏ em sống ngoại hơn mười mấy năm nay. Rồi mẹ em thì đặt đi cái một bước nữa. Còn bố em? Bố ruột hả? Bố ruột em ở dưới quê, gần người nhà. Còn bố sao thì ở Đồng Nai. Không, ý anh là tại sao em không... Có nghĩa là mẹ đã có gia đình mới rồi thì sao em không ở cùng với bố chẳng hạn mà phải ở với bà? Vì mà bố của em ở với mẹ. Có bao giờ em cảm thấy em bị thiếu tình thương bố mẹ trong gia đình không? Có.
Lý do anh hỏi cô đấy là tại vì ở trong những câu chuyện tình yêu của mình á, em luôn khao khát có một tình cảm trọn vẹn. Anh nghĩ là nó nằm ở cái tuổi thơ của em khi em luôn thiếu tình cảm. Nên khi lớn lên em sẽ luôn mưu cầu cái tình cảm đó. Nên là em sẽ rất là chân thật với những người khác, nên khi em cảm nhận được họ lừa dối em á, em sẽ rất là sốc á. Sốc hơn người bình thường rất là nhiều. Khu này hơi đồng cảm nha. Đồng cảm thật sự. Anh không có trải qua cảm giác đấy, nhưng mà anh có thể feel được, anh có thể cảm nhận được cái đó. Cái lúc nhỏ, cái lúc nhỏ anh có những cái ấn tượng gì? Xin lỗi anh đợt. Những lúc nhỏ anh có cái ấn tượng gì trong cái những cái người bạn khác giới á, ví dụ như là những cái người bạn mà hơi kiểu bánh bèo một xíu nhưng mà với cái hình dạng nam, thì anh có cái cảm xúc ngay từ nhỏ không, hay là sau này anh mới có cảm xúc? Sau này có thể như vậy nè, đối với những con trai khác á, họ sẽ đưa những cái tiêu chuẩn về bạn gái, nhưng mà đối với những người mà thiếu tình thương như là Kha á, thì cái tiêu chuẩn của họ là một cái hạnh phúc trọn vẹn mà người kia có thể đem lại, thì đâm ra là họ có thể yêu nữ hoặc là chuyển giới nữ. Nó có thể hơi xê xích một tí. Không, này đồng cảm nha, cái này có một cái sự đồng cảm. Anh hiểu. Rồi khi mà Bình Tây đi ra mắt nhà ngoại của Kha, thì cái cảm xúc của em trước đó có hồi hộp không, và trong cái buổi ra mắt đấy nó đã diễn ra như thế nào? Dạ, trước khi về thì em có bạn học, tại vì từ xưa giờ em có quen nhiều nhưng mà em không có thì nghe mất cái gì tết, từ giờ anh chắc anh về, anh chở em về, trên đường em suy nghĩ nguyên cái màu hồng trong đầu em là sáng em phải mất sớm, em làm việc nhà. Đấy là về lấy lòng gia đình chồng, là con dâu kiểu mẫu. Đúng rồi, không phải là bà này đâu, tin anh đi. Suy nghĩ trên đường về là suy nghĩ màu hồng ghê lắm. Tới ngày đầu tiên về thì em ngủ tới 11 giờ. Nó ra màu mắm tô, em hiểu không? Từ hồng hồng cái nó tím tím dần. Em dậy một cái đầu bài nó là tắt hết mọi việc, em nghĩ mọi ăn về hết. Trời ăn cái nó rất là có lỗi gì, em phải làm giờ bù cái buổi sáng. Mà buổi chiều nó cứ tương tự như vậy mà ở ra mắt 3 ngày. Thì không có ngày nào mà cái màu hồng của em tưởng tượng. Là ngủ mình không có, mình không có thức giấc nổi hay sao? Em lại ngủ dữ lắm, em nghĩ là trời ơi. Bây giờ đơn giản hỏi họ và Bình Tây nè, 3 ngày lên mấy ký? Ăn với ngủ sơ, không à? Ăn sơ sơ thôi, cũng khoảng 2 giác, 2 cử cơm chứ. Em gặp anh, hai đứa em sống chung là em lên 10 ký. Thấy chưa? Đâu có đơn giản như vậy. Hai đứa em lên 10 ký luôn, em lên 10 ký mà em bất ngờ luôn. Rồi. Tại vì chăm tốt quá đó anh. Tại bà cũng vô tư đúng không? Em thì em không có nấu nướng gì, có chồng em nấu á. Nên vậy thì hai vợ chồng hợp nhau ha, chồng biết nấu, vợ biết ăn. Người nấu phải có người thưởng rồi thức. Vợ biết bày, chồng biết dọn. Đúng rồi, chính xác. Rồi hợp. Có người ngủ có người thức. Như vậy. Rồi khi mà Kha đi ra mắt nhà của Bình Tây thì mọi thứ ổn hết không em? Mà cha mẹ bên vợ thì thương. Có dễ hiền như vậy không, thương sao? Đúng không? Và khi mà về ra mắt á, thì mình có mình lo nghĩ cái gì không anh? Chứ phải có chứ. Kể từ sau đi. Em nghĩ là tới tận cùng bây giờ em mới giành được cái hạnh phúc và cái tình thương của cha mẹ bây giờ. Trước giờ em cầu người cái ngày mà em khóc á, em về bản khóc mà khóc giấu mình đây, phải khóc ở những nhà xa, khóc một mình. Cảm giác được hạnh phúc, đây là thực sự cái gia đình của mình. Em có phải đó là cảm giác mà cuối cùng thì mình cũng có bố có mẹ không? Có phải là cảm giác kiểu như vậy? Là cho em nhớ là em đang gặp nhau là cùng, tức là ảnh ba mẹ nên mà hai đứa gặp nhau để mình chia sẻ về câu chuyện, thì đồng cảm với nhau nhiều.
đang vui và kể chuyện gãy mà. Ăn đòn. Bỏ qua hết. Không nói mấy chuyện đó. Thôi là kể câu chuyện không ao của mình cái đi. Nó khó khăn nhiều không em? Dạ. Không ạ. Đối với em thì không, rất là dễ dàng, tại vì bên gia đình em là ngày xưa cũng có giống như cái kiểu trên trai cũng có người như vậy nên là hồi nhỏ em hơi là cũng đã biết rồi. Nhưng mà bản thân em sau hơi nhỏ thì em phát hiện ra, mà hơi lớn xíu thì em lại giấu đi. Tại vì em chưa, ngày xưa chưa nhận thức được là trong cộng đồng mình như thế này như kia. Bản thân không có chấp nhận, bản thân em không chấp nhận luôn nên cũng có quen. Quen con gái hả? Trời ơi, khúc này mới hay nè. Tổ không có độ cái đó. Trend girl quen con gái là mới hay. Chưa hiểu được cái đó là gì. Ngày xưa hơi nhận thức là sợ. Là thử quen, cũng quen 3-4 cô đó. Mấy năm trời. Mà thử 3-4 cô là quá nhiều. Không nha, nhưng mà nếu mà thử như vậy là mình có những cái nụ hôn đầu tiên với mấy cổ không? Có, nhưng mà không có cảm xúc nên em quyết định là kiểu như quay nè. Về với